các chị 260.000 này bằng giá sản xuất, chỉ xin các chị hai lần chia sẻ livestream này thôi. Hiện tại thì đơn hàng đã lên khoảng tầm hơn 200 đơn hàng rồi, nhưng em kiểm tra được chia sẻ vô cùng ít. Tức là đây có rất nhiều chị không chia sẻ. Em tặng quà các chị từ 260.000 xuống mức giá còn 99.000, chắc chắn là phải có điều kiện rồi ạ. Đây không phải là câu view và cũng không phải là câu like. Chia sẻ đây để mình lấy tương tác với nhau, mình cùng ủng hộ nhau thôi. Nhưng em thì rất là thiện chí, rất là thiện chí tặng quà. Người ta chỉ tặng quà 1, 2... Không hàng à? Bên kia hả? Vẫn không đóng hàng à? Vẫn đang nóng đây. Vâng, chào tất cả các chị yêu đang xem livestream của Thời Trang Sở ạ. Mình có đang đóng hàng đóng các chị yêu ơi, vào xem livestream này, hãy để lại ngay cho em cái dấu chấm, những cái comment của mọi người. Mình tương tác với nhau 1-2 phút bằng những cái comment này, những cái lời chào, những cái icon của mọi người nha mọi người ơi. Hiện tại là Facebook đang biển comment rất là nhiều. Cho nên các chị yêu nào đã vào xem livestream rồi, hãy cố gắng là để lại cho em cái dấu chấm để em thể chào hỏi mọi người nha. Hôm nay sẽ giới thiệu cho mọi người một cái mẫu mẫu đồ bộ này cực kỳ đẹp luôn mọi người nhá. Vừa mát vừa thoải mái, chất liệu lụa cực kỳ đẹp luôn đấy ạ. Các chị nhanh tay để lại cho em những cái dấu chấm, những cái comment mọi người đi ạ. Tương tác với em nhiều hơn một chút được chưa ạ? Rồi hiện tại đã có khoảng là hơn 100 chị yêu đang xem rồi. Các chị ơi, cố gắng là tương tác với em bằng những cái dấu chấm, những comment của mọi người đi ạ. Một lát nữa khi mà lượt xem cao hơn thì chắc chắn tôi sẽ giới thiệu mẫu bộ này. Và hôm nay mẫu bộ này của nhà em sẽ có một mức giá rất là đặc biệt mang đến cho tất cả các chị yêu. Các chị yêu cố gắng là tương tác với em chấm một dấu chấm này, thả một icon cho em nha. Đó, hoặc là thả những cái dấu chấm, những cái comment bất kỳ của mọi người. Hoặc là các chị yêu nào đang trong livestream có thể quay ra chia sẻ giúp em được chưa ạ? Rồi em chào chị Trang Phạm xem livestream nhá. Chào chị Sương Nguyễn ạ. Rồi em chào chị Văn Lê Hồng nha. Rồi em chào chị Hải Phạm ạ. Các chị ơi, nhanh tay để em thể gọi tên mọi cái người đi. Tương tác với mọi người nhiều hơn một chút nha. Nào chứ làm sao nữa, giờ mọi người nào không vào. Chấm những cái comment của mọi người đi em. Hôm nay sẽ là một cái mẫu bộ rất là nhiều màu mang đến các chị yêu với những cái mức giá rất là ưu đãi nha. Rồi hiện tại các chị yêu nào trong livestream chấm ngay cho em cái dấu chấm đi ạ. Rồi em chào chị Sơn Ngọc đang xem livestream nhá. Rồi em chào chị Lưu Nguyễn ạ. Các chị ơi, cứ để lại cho em cái dấu chấm đã, một lát nữa em sẽ giới thiệu ngay cái mẫu của ngày hôm nay. Chất liệu của mẫu này thì mặc lên siêu mát luôn rồi, đó là chất liệu lụa Hàn các chị yêu nha. Đó, nhanh tay cứ chấm cho em những cái dấu chấm của mọi người đi ạ. Rồi em chào chị Tâm Ngọc Nhi nha. Hình như bên này trung sở đây á, công sở đây á. Thế nào chị bảo. Rồi các chị yêu ơi, hiện tại đang là 130 chị yêu đang theo dõi livestream nha. Những chị yêu nào đang ở tại livestream này, mình chấm cho em một chấm, mình tương tác với nhau 1-2 phút, 1 năm nữa thôi sẽ mở ra chương trình tặng quà. Chương trình tặng quà cho tất cả các chị yêu xem livestream với mẫu đồ bộ nha. Lụa Hàn là một trong những cái chất liệu. Hả? Sạc á? Nói đi. Tay để lại cho em cái dấu chấm đi ra để có thể chào hỏi mọi người này, tương tác với mọi người nhiều hơn một chút nha. Bởi vì đảm bảo luôn cái mẫu bộ của ngày hôm nay không bao giờ làm các chị yêu thất vọng đâu ạ, toàn là những cái mẫu mới về thôi. Rồi em chào chị Thùy Dung nhá, em chào chị Bến Sông Chờ ạ, em chào chị Thảo Nguyễn đang xem livestream ạ. Rồi em chào chị Văn Lê Hồng nha. Các chị ơi, hôm nay chắc chắn sẽ có một mức giá siêu đặc biệt, đợi khoảng 1-2 phút bộ của ngày hôm nay được chưa? Rồi em chào chị Lê Linh ạ. Các chị ơi, nhanh tay cho em một chút đi nào, 1-2 phút nữa em chuẩn bị giới thiệu ngay bây giờ mọi người nha. Đó, mọi người ơi, nhanh tay giúp em nhá. Rồi em chào tất cả các chị yêu, có thấy tất cả mọi người ở đây rồi đấy ạ. Sao không sao nhỉ? Kiểm tra chưa? Rồi các chị ơi, em chào chị Thảo Nguyễn nhá. Em chào chị Thủy Võ đang xem livestream ạ. Rồi em chào chị Dương Phạm nhá. Các chị ơi, nhanh tay cứ để lại cho em cái dấu chấm đi. Bây giờ hiện tại là lượt tương tác đang rất là nhiều luôn rồi. Mọi người cố gắng là tương tác theo cái số max ở đây nhá. Đó, nhanh tay giúp em đi ạ. Rồi em có vừa chị Đỗ Thu ơi, chị hỏi gì ạ? Chị comment rõ hơn giúp em nha. Xin chào chị Nữ Trang, em chào chị Thanh Tâm, em chào chị Thuyền Hình nè, em chào chị Văn Lê Hồng. Hiện tại có rất là nhiều chị yêu đã comment rồi đấy ạ. Rồi các chị ơi, hiện tại mẫu đồ bộ cao cấp này chất liệu vải lụa Hàn hoa 3D nha, đang có giá bán tại cửa hàng là không dưới 260.000, nhưng tại livestream này em tặng quà cho các chị yêu với mức giá dưới 100.000 thôi. Dưới 100.000 một bộ này, và đảm bảo rằng tất cả các chị yêu tham gia livestream ngày hôm nay đều có cơ hội mua mẫu đồ bộ này của em với mức giá dưới 100.000. Chất liệu vải lụa Hàn cao cấp co giãn 4 chiều nha. Co giãn mạnh 4 chiều cho các chị yêu nhà mình mặc lên cực kỳ thoải mái luôn này. Đủ size, đủ số cho người từ 40 đến 75 cân và rất nhiều tông màu đẹp. Hiện tại đang là 718 chị yêu đang theo dõi livestream đúng ạ. Ngày nay chị yêu nào muốn săn quà tặng với mức giá chỉ mấy chục nghìn cho mẫu đồ bộ này thì nhanh tay vào livestream này chấm trên một chấm này. Mình gọi tên nhau, mình tương tác với nhau thêm 1-2 phút nữa.